Vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng hôm nay, Cao Phong lại test chất âm của những chiếc máy nâng tiếng hát hàng rất là chất lượng, Dutin Acoustic, model là 628 Plus, hàng đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng Dutin. Vâng, Acoustic là một thương hiệu rất nổi tiếng chuyên cung cấp cho các bác những dòng sản phẩm như là cục đẩy Acoustic, vang Acoustic hay là những chiếc máy nâng tiếng Acoustic. Dòng sản phẩm hàng hãng thương hiệu rất nổi tiếng. Các bác nhìn thấy mặt phay nhôm màu đen rất là đẹp và rất là dễ gấp đồ. Các bác nhìn này, đó cái mặt phay nhôm này rất là đẹp, được thiết kế cái mặt tiền đấy, trang trí những đường viền chỉ màu trắng và mặt phay nhôm màu đen đấy, tông màu rất là đẹp, vẫn rất là dễ gấp đồ. Với tất cả các cái cấu hình âm thanh thì bao giờ cái màu đen là cái màu rất là đẹp, và có ba kênh, thiết kế ba kênh, hai kênh đánh full và một kênh đánh súp. Các bác có thể chơi súp đấy, và ba dàn đèn báo cho ba kênh đấy. Nút cho qua này em nhả ra không qua nhé, bác nghe này. Đó, khi mà nhả ra không cho qua thì tiếng nhạc rất là tối. Đó, nhấn vào nhạc lên rất là hay. Đấy, ba kênh thì nó có hai kênh full, thì cũng như là những chiếc máy nâng tiếng hát là nó có một nút tăng giảm tiếng bass, nút chỉnh giọng ca, nút chọn giai điệu nhạc và nút tăng giảm tiếng chép. Thì kênh bên này chỉnh như nào thì các bác chỉnh kênh bên này như vậy. Đấy, và nút này là nút cho qua. Các nút này là nút tần số cho các kênh này. Đấy, tần số và nút để cho qua này, nhả ra là không qua nhá. Đó, các bác nghe chưa? Đấy, đèn mất này. Gần như là cứ không cho qua tiếng máy này thì tiếng nhạc nó tụt rất là sâu và tiếng tối nghe không hay. Đấy, tiếng chép qua cái máy này lên rất là hay. Đấy, con này chỗ này là kênh súp điện thì nó có cắt tần số súp này và volume to nhỏ này, Dutin Acoustic. Đấy, cái mặt của nó màu rất là đẹp. Đấy, các bác có thể ghép những trục cục đẩy nâng hoặc là những chiếc âm ly. Em quay cái nội thất bên trong cho các bác nhá. Cái nội thất bên trong này sử dụng một cái nguồn biến áp tăng phô nhá. Nguồn biến áp tăng phô các bác nhá. Nguồn rất là bền này. Nó nằm ở bên trong này này, các bác nhìn này. Đấy, và được bảo vệ một cái hộp bên ngoài. Đấy, hộp bên ngoài rất là chắc chắn và đẹp. Và toàn bộ cái mên vỉ, các bạn nhìn thấy mên vỉ là mên vỉ màu xanh đậm đó. Và IC, toàn bộ IC lớn, IC đóng chân này các bạn nhìn. Đó, IC đóng chân. Con này xử lý tín hiệu âm thanh rất là hay, nhạc sạch sẽ, bass đánh full chắc, tiếng tép nảy giòn mạnh tơi. Và những con tụ, những con trở sứ rất là đẹp, xịn sò. Đấy, Dutin Acoustic. Đây là hàng thương hiệu, đến từ thương hiệu của Canada. Rất là chất lượng. Đây phía sau này các bác nhỉ. Phía sau thì hỗ trợ cho bác đầy đủ hết này. Chân cắm điện nguồn này. Và đường vào ra. Đấy, bằng rắc cắm vào và ra bằng rắc Canon và cả AV. Tức là hệ hỗ trợ đầy đủ hết và các chiếc đáp rất là xịn sò. Đấy, con này hàng hãng thương hiệu Dutin, thương hiệu rất nổi tiếng. Đấy. Các bác nào đang dùng những chiếc vang Dutin hoặc là những chiếc cục đẩy Dutin, tiếng của nó rất là hay. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 để sở hữu cho mình những chiếc máy nâng tiếng hát Dutin model là 628 Plus. Tiếng con này cực kỳ hay luôn. Đó. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với em theo hai số 0772260096. Các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ điện tử Cao Phong một nút nhấn đăng ký kênh. Rất là đẹp, xịn sò, màu rất là đẹp. Em nhả ra cái bắt kiểm tra này. Đó, các bác nghe chưa? Mất hết tép luôn. Nhấn vào nhạc, tép lên rất là tươi này, rất giòn và hay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống.